Thưa quý vị, các đối tượng trộm ngày càng manh động, mặc dù có gia chủ ở trong nhà, nhưng tên đạo chích trong đoạn camera sau đây vẫn cả gan xông vào bên trong trộm tài sản. Vụ việc sau xảy ra tại khu vực thành phố Đà Nẵng là lời khuyến cáo những nhà dân nên cẩn trọng đóng cửa, kể cả có người trong nhà. Theo đoạn clip camera an ninh ghi lại, lúc này chị chủ nhà đang thay đồ cho con trong phòng. Đối tượng nam đã xông vào trong nhà, nhìn ngó, sau đó lấy trộm túi xách để trên bàn, rồi tẩu thoát. Được biết, trong đó có tiền, điện thoại và nhiều giấy tờ khác.